tiền này bà Mỹ Hà dùng để mua chuộc tôi. Cô cứ cầm lấy, đừng có hỏi nhiều. Liên tục để lộ sơ hở, bà Hà phút chốc trở thành kẻ yếu thế. Dì dừng lại đi à, đừng đổ oan cho người vô tội nữa. Con đã điều tra rồi, chính em Quốc Thiên là người đã gây tai nạn. Chúng ta đều là đồng minh của nhau đó, chúng ta không thể để cho thằng Gia Hùng chiếm lấy vị trí của chồng con được. Phải bảo vệ cho thằng Quốc Thiên. Tuy nhiên, gió liệu sẽ đổi chiều khi người phụ nữ ấy vốn thừa cao kế mưu sống. Cứ chờ đi, tôi sẽ xử cô sao? Má nghĩ con tin má sao? Má có tặng quà cho em gái con đó. Con không tò mò là món quà gì sao? Giá trị lắm đó. Thì nó có phải của con đâu má. Với lại, những người hay tò mò thường chỉ mời quý khán giả cùng mãn nhãn với những diễn biến tiếp theo của series phim Việt Nam Sống để yêu thương 21:30 thứ 2, thứ 3 trên truyền hình Vĩnh Long 1.